Này game chạy này vô tư đúng không? Full màn hình luôn. Phím A là chữ L. Đúng rồi. Nãy mình các bạn vẫn nhớ chứ? Mình vừa nói ở đây này. Đây là phím A là chữ L này các bạn nhớ chứ? Phím B là dấu bằng, X là K, Y là O, được chưa nào? Mình vặn cái volume nó nhỏ xuống tí. Nó lại chèn tiếng của mình. Ok, mình vào lại. Đây. Đó, game chạy này. Ấn A đúng không? Lại là phím L nhá. Red A. Ở đây nó hiện cái bảng update ra, các bạn ấn phím S nhá, ấn phím S cho nó chạy xuống đến tận cùng luôn. Chúng ta mới qua được, thế nào? Kiểu như là cái nhà nhà phát hành game họ yêu cầu chúng ta phải đọc hết những cái phần update này. Nó hơi khó chịu một tí nhưng các bạn thông cảm nhá. Ok, các bạn thấy không? Sau khi kéo đến cuối cùng thì nó sẽ có cho chúng ta cái phần confirm ở đây, chúng ta ấn L một lần nữa nhá. Ở đây thì agree phát cho nó vui, thế nào? Đấy, game vào được rồi, các bạn có thể chơi game thoải mái rồi. Trước đó mình sẽ lướt qua các phần option một chút bằng cách đó là ấn phím O để vào option nhá. Chữ Y á, option nhớ. Đây này, chữ Y này, chữ O này, thấy chưa nào? Ấn O nhá. Đó, vào option. Voice setting mình sẽ để tiếng Nhật. Shout out Qualis. Đây nó gồm âm thanh và tất cả mọi thứ luôn. Ở đây mình sẽ để 60 FPS này, full screen bật này. Cái này chỉnh từ ngoài rồi, mình chỉnh bên ngoài cái phần phần config rồi. Còn bạn nào thích thì vào đây chỉnh cũng được, không vấn đề gì hết. Thế nào? Play on, monitor on, shout out Qualis mình để 2 luôn. Máy mình khá là mạnh cho nên mình không ngán gì cả. VSINC thì mình sẽ tắt đi. Japan, đây là cái voice của nó thì có tầm 2 tiếng, tiếng Anh và tiếng Nhật. Thì các bạn thích tiếng nào các bạn chọn tiếng đó nhá. Mình để tiếng Nhật. Sub, cái phần subtitles nó là cái khi nhân vật nói gì đó thì nó sẽ hiện chữ ra ấy. Thì các bạn thích thì bật, không thích thì tắt đi như thế nào. Ok xong rồi đấy, bây giờ thì mình sẽ qua cái phần control setting nhá. Ấn cái nút sang phải ấy. Đây chính là control setting này. Nào. Đây, đó là cái phần về keyboard đâu, cái phần option của cái gì nhỉ? Cái gamepad thôi. Còn để vào cái phần keyboard setting ấy, như cái chữ keyboard setting to đùng các bạn thấy kia kìa. Thì các bạn ấn vào cái phần backspace nhá. Đó là cái nút dấu trừ sang bên trái, bên trên nút enter ấy, được chưa nào? Nói chung là ở nó ở dưới nút F12 á và trên nút enter có cái dấu trừ sang bên trái á. Chứ nào, các bạn ấn vào nút đó là được nhá. Thực sự thì cái thời gian đầu mình phải mò nát óc mới ra được cái nút này đấy. Mình phải đi lên mạng, mình search các kiểu nó mới ra được cái nút này. Chứ thực sự là cũng hơi phế. Trong cái quá trình đó là chúng ta tìm kiếm cái nút này. Rất là bực mình luôn. Thực sự là bực mình luôn á. Bây giờ mình sẽ ấn vào nút đó nhá. Để mở cái bảng keyboard setting lên. Mình nhắc lại một lần nữa nhá. Đó là dấu trừ ở bên trên nút enter và dưới nút F12 á. Chứ nào. Đây là chính là những nút mà chúng ta sử dụng trong cái game này. Chứ nào. Để có thể chơi tốt cái tựa game này. Các bạn thích thì các bạn có thể setting sao cho nó lệch đi cũng được. Tùy các bạn, tùy theo thói quen chơi của các bạn thôi. Chứ mình thì cũng không có một cái đường lối setting nào mà mình có thể nói là thấy hợp lý để bảo các bạn bắt chước cả. Bởi vì game, những loại game giả lập này mình rất là ghét chơi. Như vậy là xong rồi nhá. Còn về cái phần update Sarara với cả Bruto ấy, thì có lẽ là mình sẽ tìm một cái bản update sớm thôi. Và mình sẽ để nó phần bên dưới phần mô tả video luôn. Và các bạn chỉ cần download về và chơi thôi, thế nào? Bây giờ thì mình sẽ thử coi nào. OLK VE Control AD. Phải lên nhiều vậy. Cái này thì có lẽ các bạn lên mạng để tìm hiểu xem cái setting nào nó phù hợp nhất với cả những người chơi trên cái bàn phím thế nào. Trên mạng có rất nhiều bài hướng dẫn rồi. Còn mình vì mình không chơi ham game này lắm cho nên mình cũng chả hứng thú về cái phần tìm hiểu nó. Chúng nếu các bạn setting sao cho nó tiện tay để bấm được tất cả các nút này là ok hết. Sau khi xong thì các bạn chọn vào cái phần cuối cùng đó là setting complete ở đây rồi đến L. Rồi, bây giờ thì chúng ta chỉ cần vào chơi và chiến game thôi.
Tournament. Chơi luôn đi, chơi lại đi. Đây, như mình đã nói ở đây, cái bản update vừa rồi là cái bản update full DLC. Nhưng mà bằng cách deck nào đó thì mình lại không hề thấy Sarara với cả cái con Buruto ở đây. Không có thật các bạn ơi. Madara rủng cái gì đó. Không thấy đâu. Đây, cái này không hề thấy cái gì cả. Đấy, nó mày khó chịu chứ. Nó lừa đảo mình, nó download cho mình một bản update ghẻ lở ấy. Thì các bạn thông cảm nhá. Thì sắp tới mình sẽ cập nhật cái bản update đó ngay cho các bạn thôi. Và nếu mà nó đơn giản thì nói chung là mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ ghi rõ cách hướng dẫn cách update vào trong cái phần mô tả của video luôn. Cho nên các bạn yên tâm là cho dù các bạn có download update về thì các bạn cũng sẽ biết cách để có thể là sử dụng cái bản update đó, được chưa nào. Bây giờ thì mình sẽ vào và lướt qua một chút về cái phần gameplay của game này. Cũng xinh hết nhỉ. Chọn chi này. Ok. Kiếm một chi nữa nào. Ai đây? À, là Tsunade. Là cái bà trưởng thôn làng lá. Chọn nhân vật chính đi, Naruto đi. Chọn được cho một người nữa à? Ai nhỉ? Bên ai đây? Chọn là Shikamaru. Là quá. Yukito. Chọn man. Đây đi. Có ai hai người giống nhau ở đấy không? Ôi kìa, mình đi đánh man rồi. Sao đánh mình sắp mà lờ luôn các bạn ơi. Sao lại hoán đổi nhân vật các kiểu nhỉ? À đây rồi, bản quy các kiểu này. Ui. Cắn cái chị. Ui, sao đánh mình. Cứ đổi nhân vật liên tục luôn các bạn ơi. Mình thì cứ chạy lon ton bắn đòn thôi. Rồi, thanh máu của mình có một tí, thậm chí mình chưa đánh được phát nào cả. Gì anh trai. Căng vậy. Ui ôi ôi. Arami Shiruki. Mày láo à? Mày láo à? Ui. Nghe thôi. Kìa. Cái này là mình không biết chơi nên mình ấn bừa nhá. Chứ nếu các bạn biết chơi thì các bạn có thể combo nào đó. Chết mẹ nó rồi. Còn chưa đánh nó được một nửa cây máu nữa. Gì vậy? Nhìn hoành tráng ấy, mình không biết là kill ở bên nào cả. Hay lắm. Ôi. Nè. Ai, đau. Mày láo chị à? Phải là mình không ý à? Hay là nói à? Tức là mình luôn các bạn. Mình vừa tung cái chiêu vừa rồi không nhỉ? Là nó. Nhầm rồi. Đây, mình là đứa đang chạy đằng trước này, chạy ngang, chạy phải này đấy chứ nào. Mày hả bởi. Thôi xong rồi.
Clean gì vậy? À, lại còn có vụ này nữa cả. Vì cái dính lốt ship ấy. Hồi xưa các bạn nếu ai mà từng chơi cái gì nhỉ? Từng chơi cái trò bom online ấy, thì có lẽ là chúng ta cũng từng bị dính cái lỗi lốt ship rồi. Nếu mà ở đây các bạn dính vào cái phốt này ấy, thì các bạn chọn tắt cái phần turn on ticket when ship red 5 time đi nhá. Đó, apply ok. Và chúng ta spam nút ship lại lần nữa được chưa nào? Always scan this section. Scan cái gì? Sao lại đưa máy rồi? Sao cái màn hình của mình nó tối thui vậy các bạn ơi? Đây. Bây giờ mình sẽ ấn nút shift thoải mái này các bạn ạ. Nhảy tưng tưng không vấn đề gì hết. Đó, các bạn thấy không? Nhảy tưng tưng kìa. Đó. Ôi, ăn đấm rồi. Đã chết rồi. Trò trẻ con nữa mà, không chấp làm gì. Không cần phải chơi giỏi những cái trò Sida như thế này. Được rồi. Nói chung là bây giờ mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt crack cái game Naruto Storm 4 rồi. Thì cũng xin lỗi các bạn bởi vì mình đã cập nhật sai một cái bản DLC, cho nên là nó không có cái nhân vật Sarada như Boruto cho các bạn. Nhưng mà sẽ sớm thôi, mình sẽ tìm ra cái bản đó nhanh nhất có thể, bản update DLC nhanh nhất có thể để có thể cho các bạn chơi được hai cái nhân vật đó. Và mình sẽ để cái file download bên dưới phần mô tả của video luôn. Và mình sẽ ghi rõ đó là bản update DLC Boruto và Sarada được chưa nào. Và mình cũng sẽ ghi sẵn cái cách sử dụng cái bản update đó, cách cài đặt cái bản update đó cho các bạn, cho nên các bạn là yên tâm. Mình sẽ cập nhật nó sớm thôi. Còn bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video này rồi. Thì mình chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.